Cựu diễn viên TVB Ôn Dụ Hồng qua đời sau 18 năm mắc bệnh ung thư. Cựu diễn viên TVB Ôn Dụ Hồng đã qua đời ở tuổi 54 sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư quái ác. Theo HK01 đưa tin, nữ diễn viên Ôn Dụ Hồng đã qua đời ở tuổi 54 do căn bệnh ung thư vú. Tang lễ của nữ diễn viên sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 6. 18 năm qua, Ôn Dụ Hồng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Cô được chẩn đoán mắc ung thư vú, di căn đến hạch bạch huyết vào năm 2005. Sau đó, nữ diễn viên tiến hành nhiều đợt hóa trị, thậm chí cắt bỏ ngực mới khống chế được bệnh tình. Vào năm 2020, Ôn Dụ Hồng từng chia sẻ rằng mình có sức khỏe tốt và không cần dùng thuốc nữa mà chỉ đi khám định kỳ hàng năm. Tuy nhiên, nữ diễn viên bị tái phát và tình trạng bệnh gần đây đã trở nên tồi tệ hơn. Theo chia sẻ từ gia đình, vài tháng trước khi qua đời, sức khỏe Ôn Dụ Hồng chuyển biến xấu, các phương pháp điều trị đều không hiệu quả. Ôn Dụ Hồng gia nhập làng giải trí từ năm 1990, có 23 năm làm việc tại đài TVB và tham gia hơn 100 phim truyền hình với vô số vai diễn. Nữ diễn viên đóng đa dạng vai, từ bà thím vô danh cho đến thẩm phán, nghị viên, doanh nhân, cảnh sát. Mặc dù đóng đa phần vai phụ, nhưng với diễn xuất tốt, lột tả được nhân vật, Ôn Dụ Hồng vẫn ghi dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Vai diễn ấn tượng của bà là Lưu Băng Băng trong phim Hồ Sơ Trinh Sát 3 ra mắt khán giả năm 1997. Ngoài ra, Ôn Dụ Hồng còn tham gia các phim Bàn Tay Nhân Ái 2, Lưu Kim Tuế Nguyệt, Lấy Chồng Giàu Sang, Sứ Đồ Hành Giả. Bên cạnh diễn xuất, Ôn Dụ Hồng còn làm MC cho các chương trình truyền hình. Giai đoạn đau ốm, Dụ Hồng được bạn trai bấy giờ chăm sóc, họ chia tay sau khi nữ diễn viên khỏi bệnh. Ôn Dụ Hồng cũng là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, cô kết hôn với người đàn ông họ Dương năm 2011, hiếm khi công khai ảnh chồng. Hai vợ chồng không có con. Ôn Dụ Hồng sau đó về quê sống bình lặng, làm thiện nguyện. Trong những năm tháng cuối đời, nữ diễn viên nương tựa mẹ già và anh chị em.